Xin chào tất cả các bạn, mình là Blue Horizon đến từ DJ School. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng necktie để chúng ta có thể giải quyết những cái âm khó chịu trong vocal nha các bạn. Đầu tiên khi mà chúng ta mở cái necktie lên thì nó sẽ như thế này ha các bạn. Chúng ta sẽ nhấn vào dấu cộng ở chỗ này, chúng ta mở cái de-esser lên nha các bạn. Bây giờ chúng ta hãy nghe thử cái vocal của chúng ta đã ha. Mình sẽ bypass cái necktie và chúng ta sẽ nghe vocal thô trước. 2 giờ khuya rồi, sao anh cứ nhắn tin thế này, em ngủ đây. Anh cũng mau ngủ đi nha em khó. Em giờ không sang đó được đâu. Bây giờ thì chúng ta sẽ chỉnh cái threshold này xuống nha các bạn. Sau đó chúng ta hãy nhấn vào nút listen. Các bạn hãy lưu ý là chúng ta sẽ lấy cái threshold này đến cái vị trí nào mà nó chỉ có cái tiếng làm chúng ta khó chịu thôi. Nếu mà các bạn bỏ cái threshold này xuống thấp quá thì nó sẽ lấy luôn cả những cái âm thanh, cái phần âm hát của chúng ta ha. Các bạn nghe thử này, nếu như mình để threshold quá thấp như thế này, các bạn sẽ không muốn nó lấy mất chữ nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ cái listen đây này, các bạn vẫn nghe thấy nó sẽ bị mất chữ này các bạn. 2 giờ khuya rồi, sao anh cứ nhắn tin thế này, em ngủ đây. Và thế là chúng ta đã giải quyết cái phần vocal khó chịu xong nha các bạn. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ làm như sau nha. Để mà chúng ta cân bằng lại cho cái vocal của chúng ta nghe nó được đều hơn á, thì mình sẽ dùng một cái compressor nhé. Đầu tiên thì các bạn hãy nhấn chuột trái vào cái de-esser này, các bạn kéo nó qua trước cái compressor nha các bạn. Lý do là vì cái chuỗi xử lý của necktie thì nó sẽ chạy từ trái qua phải, nó sẽ chạy pitch trước EQ rồi de-esser rồi mới tới compressor nha các bạn. Rồi thì bây giờ mình sẽ chỉnh cái compressor này nha. Các bạn chỉ cần kéo cái threshold này xuống tới cái mức mà các bạn thấy nó ổn là ok nha các bạn. 2 giờ khuya rồi, sao anh cứ nhắn tin thế này, em ngủ đây. Anh cũng mau ngủ đi nha em khó. Em giờ không sang đó được đâu. Nhưng nè em à, em cứ đến nhưng anh đi mà muốn gặp em. Anh đã thức cả đêm làm trà sữa trân châu đường đen. Cho người nào đó đoán xem. Cái bước cuối cùng thì mình sẽ sử dụng một cái chức năng khá là đặc biệt của cái EQ mà trong necktie có à các bạn. Đó chính là cái chức năng follow EQ. Thì cái chức năng này chúng ta có thể mở nó lên như sau. Ví dụ mình chọn một band là band thứ hai chẳng hạn. Khi chúng ta kéo nó lên như vậy á, và chúng ta mở cái EQ này lên, các bạn có thể lấy cái phần bên phải bằng cách các bạn nhấn vào cái hình tam giác này hả các bạn. Cách nó hoạt động là nó sẽ theo dõi những cái vị trí nào mà cái tầng âm nó cao nhất, và nó sẽ đẩy EQ đi theo cái vị trí đó ha. Khi mà nó hoạt động nhìn nó sẽ như thế này hả các bạn. 2 giờ khuya rồi, sao anh cứ nhắn tin thế này, em ngủ đây. Anh cũng mau ngủ đi nha em khó. Em giờ không sang đó được đâu. Cảm ơn các bạn đã đón xem video nha. Cái link tải thì mình sẽ để ở cả phần mô tả. Nếu mà các bạn thích cái video này, hãy nhấn nút chuông thông báo, đăng ký kênh và để lại like cho video này nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau. Chúc các bạn có một ngày làm nhạc vui vẻ.